Hello các bạn thân mến, thì ngày hôm nay Ngọc sẽ nấu một cái món ở nhà. Cái đồ này Ngọc mua dự trữ cũng lâu lắm rồi, thì bây giờ thèm món gì mình lấy đâu nấu ra món đó. Thì Ngọc có thấy trong tủ lạnh của Ngọc có cái dĩ thịt bò heo này nè, thịt cũng mỏng mỏng mỏng, thì Ngọc nghĩ là cái này là bắt đầu làm bún thịt nướng có lý á. Thì Ngọc mới lên mạng Ngọc học công thức, thì bây giờ Ngọc sẽ ướp cái bún thịt nướng này của Ngọc cho mọi người cùng xem nha. Thứ nhất là Ngọc sẽ bỏ vô nước tương Maggi. Ngọc nghe trong video cô nói có thể ướp nước mắm, nhưng mà làm cái món bún thịt nướng này muốn ướp nước tương ngon hơn. Xong rồi bỏ dầu hào vô. Đó, đây mật ong của Ngọc đây. Bỏ mật ong vô. Mà đặc biệt nha, cái này bỏ mật ong xong còn phải bỏ đường nữa nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Đó, bỏ mật ong xong phải bỏ đường. Tiếp theo sau đó là phải bỏ dầu vô, tại vì khi mà nướng á, là phải bỏ dầu vô để cho nó đừng có bị khô cái thịt của mình. Rồi tiếp theo sau đó là các bạn biết Ngọc ướp gì không? Cái tương mà tương ăn ớt á các bạn, ơ lộn, phải tương ăn ớt, tương ăn phở á, xịt vô chút xíu cho nó thơm đó. Đây nào, thiếu ngũ vị hương. Rồi xong sẽ rắc cái dầu màu điều lên các bạn, dầu màu điều cho cái màu đẹp đó. Đây là cái cách ướp và Ngọc học được mà nhìn thấy cũng hấp dẫn các bạn ha. Thì các bạn bột hành rồi hành tỏi thì Ngọc không cho, nhưng mà Ngọc sẽ cho bột bột hành với bột tỏi xem thử xem như thế nào nha bạn, nó có khác gì với lại cái tỏi tươi với lại bột tươi, tỏi tươi với lại hành tươi không. Rồi các bạn ơi, sau khi mà ướp xong, bây giờ Ngọc sẽ xiên những cái thịt này vô cái que này để bắt đầu Ngọc nướng. Đây là lần đầu tiên Ngọc xiên que thịt luôn, Ngọc không biết, không biết xiên sao cho đúng luôn. Ngọc bỏ thịt vào lò nướng rồi nè mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Huya Family Cuộc Sống Mỹ. Dạ chị Hai. Hôm nay Ngọc làm món bún thịt nướng mọi người ơi. Tấm ơn mẹ chưa? Chào cô chú chưa? Chào cô chú. Chào chú. Rồi. Không. Gì? You want some milk too? Yeah. Okay, bây giờ thumbnail picture. 1, 2, 3. Giỏi quá. Okay, baby, this is called bún thịt nướng. Oh, okay, bún thịt nướng. Yeah, so bún is vermicelli. Okay. Thịt nướng is grilled pork. Okay. So how do you eat it? You just gonna wrap a skewer. Okay. And then slide it onto the vermicelli. Yep. Lấy thịt ra. Okay. Rồi. Chế nước vô, chế nước mắm vô. Oh, okay. Đó. Rồi cái you can eat with the cucumber. Some salad. À, cái Ngọc chỉ cho cách chồng Ngọc ăn bún thịt nướng. Cái gì vậy? Trời ơi, bắt đầu. So to give you a kiss. Bắt đầu hôm tôi biết sao không? bữa nay tôi có sâu môi, tự nhiên cái bướng là bắt đầu hôm nay mà có sâu môi đó. Rồi con có được không? Rồi cái môi tôi có bị mét sắp như vậy, nghỉ đi nha, nghỉ đi thôi, sâu môi rồi đó baby. How my lips look good? Good, okay.
Trời ơi, bá chà. Rồi bây giờ Ngọc lấy. Biết sao không các bạn, biết cái này của Ngọc bữa nay thiếu gì không? Các bạn hỏi nó mà cũng biết thiếu gì nữa. Thiếu mỡ hành, mà biết sao không? Hành ở nhà hết rồi. Bây giờ cái mùa này mà giờ không lẽ chạy đi ra mua mấy cái cọng hành thì nó hơi vô lý quá. Chứ Ngọc biết là thiếu mỡ hành. Đó. Mà biết sao bây giờ Ngọc suy nghĩ ra rồi, cái mùa này mà khi mà mình đi ra ngoài không được nhiều quá là Ngọc phải mua hành, Ngọc để trong nhà mà. Xong rồi Ngọc mua về Ngọc rửa, xong rồi Ngọc sắt ra rồi bỏ trong ngăn đá đó, rồi cần á sẽ xài mới ấy, chứ không lẽ đi thiếu cọng hành cái đi chạy ra mua. Nguy hiểm quá, nên thôi. Lỡ rồi mọi người ơi, thiếu hành Ngọc biết rồi. Hành á thì hành sống Ngọc ăn không được, chứ hành chín Ngọc ăn được, Ngọc ăn được mỡ hành, Ngọc ăn được hành mỡ hành. Ngọc là bị lạ đời cái đó đó. Nên là lần sau Ngọc sẽ rút kinh nghiệm, khi mà Ngọc được trốn thoát được ra khỏi nhà đó là Ngọc sẽ đi mua thiệt là nhiều hành, Ngọc để trong nhà, Ngọc về Ngọc sắt, xong Ngọc bỏ trong ngăn đá. Ngày xưa bà hai ở chung với Ngọc, bà hai làm vậy đó để khỏi phải mua, chứ mà hành mà để trong tủ đông á thì nó mau hư lắm. Baby, how's the meat? Great. Em mà im re không có một cái lời mà đề nghị gì vậy, không có lời comment mà nhận xét. Con này nó ăn muỗng, cái nó đứng lên muỗng. Cô chưa chịu đời nổi nó không? Cô chịu đời nổi không? Trời đất ơi, cái gì mà điệu hoàng vậy? She doesn't want to kiss me because I don't have makeup on. Yeah. Tôi sức có cái môi thôi mà nó làm vậy đó. Mà tôi mà làm makeup nguyên cái mặt tôi, chắc cái này nó... She only kissing you so she can get it on her lips. Trời ơi. Rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống đi rồi chút mẹ xong môi. Ngồi xuống đi chút mẹ xong môi cho. Ăn xong đi mẹ xong môi cho. Chứ bây giờ mà con son môi là con ăn nó bị trôi son đó con. Mời mọi người nha. Muốn bún hả? Muốn bún không? Dạ. Hả, mình ăn mày cho miếng bún nè. Đứng dậy đàng hoàng, đứng dậy đàng hoàng. Nè. Ngon không? Yummy không? Yummy. Yeah, very yummy. Ngồi xuống đàng hoàng. Ngồi xuống đây. Very yummy. Ngồi xuống đây. Không ngồi xuống đó, đạp ta. Ngồi xuống. Ừ, ngồi xuống mày cho ăn bún. Nè, ăn miếng không? Muốn miếng bún không? Very, very yummy. Ồ, giỏi quá. Con ăn miếng thịt không? Ăn miếng bún hả? Ừ, rồi. Hút vô luôn, Yeah, giỏi quá. Giỏi. Cái thịt này ướp ngon kìa các bạn, ướp đậm đà. Trời ơi, nó làm hồi chắc nó hết son môi cái miệng tôi quá. Nó cưỡng hôn á, nó cưỡng hôn này nó có son môi trên miệng nó. Everyone kisses from JD, just con nó lạ đời. Put makeup on. Gì mà ham makeup mà ham son môi gì dữ chẳng biết. Cái gì nữa? Cưỡng hôn ngay trên sân khấu luôn. Ăn không? Mẹ lấy chén cho. Mẹ lấy chén cho chay mốt ăn nha. Rồi ngồi xuống. Ngồi xuống, mẹ lấy chén mốt ăn nào mà. Xào xạo ra, mốt ra mà không ăn á hả? Là cái mỏ mép mốt là mẹ cho thành một thước hai luôn á. Một mẹ cho mình một mét tám luôn á. Rồi ngồi xuống, gấp ăn, để lên. Ừ, đưa mỏ mép mốt ra hút ăn nghe chưa. So the pork is really good, right? Mm-hmm. Mm. Oh, I put some on this. Ngọc có thời gian á, Ngọc ướp rất là lâu nên thịt rất là thấm, đậm đà. Ngon quá. Yeah, very good. Phải. Ăn xong mày cho xong ngon nha. Thank you. Ăn xong mày lấy nguyên cây xong ngon cho chị xong. Bây giờ mọi người biết lý do tại sao mà Ngọc ít làm đẹp chưa? Đó. Đó. Bye bye.
làm việc không nổi vậy đó. See you later. Thôi rồi, nó lấy miếng cái miệng nó quạt cho cái miệng tôi để nó dính xong môi lên nó. Bị quặn dễ sợ. Terrible too. Grab some of your toy. Yeah, múc trúng mà nó đâu có ăn. Nó trước đời. Không ăn nữa. Ừ, mẹ đặt con bây giờ đó. You want some juice? Công nhận á. Hôm bữa học đi mua đồ đi về trữ á. Ăn tới giờ luôn là lâu lắm các bạn. Biết không? Chắc có hai vợ chồng á. Rồi ăn ít á. Rồi vô với mẹ nè. Vô mà. Ngon. Nên là đó, nấu miếng đồ ăn vậy nè các bạn. Ngon không? Nấu miếng đồ ăn vậy nè các bạn. Thấy anh Ngọc hai vợ chồng không? Ăn từ sáng tới chiều rồi. Làm cái video cho các bạn coi cái là ăn từ sáng tới chiều luôn. Nên là đâu có xài đồ ăn gì nhiều. Đâu có sử dụng đồ ăn gì nhiều. Vậy là mình ăn lặt vặt, ăn chuối, rồi ăn sữa chua, rồi ăn bánh đồ tùm lum vô đó. Nè, miếng bún nè. Ăn bún mà bún nè. Ngon quá, Ngọc phải làm thêm miếng bún nè các bạn ơi. Ngọc xin thông báo với tất cả mọi người, xin thông báo với tất cả các cô chú. Chay bây giờ là từ sáng tới chiều không xài một, xong xài một miếng tả luôn. Chỉ có tối đi ngủ á, mới bỏ miếng tả vô cho nó đi ngủ để lỡ có gì tối á, nó có đi thì khỏi có bị ướt rồi khỏi bị thức. Nhưng mà bây giờ từ sáng tới chiều là không xài một miếng tả, có mặc vô cho nó cũng không chịu luôn. Nhưng mà may mắn cái là Ngọc không có chỉ nó nhiều nha các bạn. Cái cách mà Ngọc làm á là khi mà mình chỉ cho nó lúc mà mình đi á là mình phải làm như thế nào sao nó thấy vậy á, tới khi nào mà mình nói là mốt con mắt đi là mình phải vô làm vậy nha, làm y chang, không có cần tốn một chút công sức mà phải cho kẹo cho bánh để đi ăn đi xong rồi phải cho đồ này kia không. May mắn. Yeah, can you go find Lucky? Lucky's I'm telling fine. Everyone how good she did at party train. Oh yeah, she's very good. Giỏi lắm cô chú ơi, cô chú nên tự hào về em chay chay của mẹ mơ của cô chú. Rồi có một vài bạn nhắn hỏi Ngọc là thấy chay bú tiên thấy dễ cái gì vậy, bú nóng vú giả thấy dễ thương quá. Hỏi có nên cho con mình xài không? Ngọc nói không mấy bạn ơi đừng. Ngày này Ngọc lỡ bị dính vô rồi nên là giờ nó muốn bỏ cũng hơi khó. Nên là mấy bạn nào mà con mình chưa bị dính vô thì đừng cho, không có dễ thương gì mấy cái đó đâu. Nó làm hư răng rồi nó làm mấy đồ này kia nó không có tốt, bỏ khó nữa. Ngọc đang cố gắng để bỏ chay đó. Giờ là party train là đi tiểu đi ấy là tự đi được rồi. Rồi tự bỏ, tự đi được rồi, tự xả rồi, tự chùi luôn nha. Nhưng mà nó chùi đâu có sạch đâu, mình phải chùi. Rồi giờ chỉ còn cái là bỏ cái nấm vú giả đó thôi. Còn cũng còn ghiền dữ lắm. Ngon quá, đúng thật ướt quá à. Mọi người làm y thử có tâm thức này. It's a very good meal, baby. Chơi. Chơi có ba sông môi nè, ba sông môi nè. Ha ha, ba sông môi đó. Ooh la la. As Baha'i would say. Ooh la la. Chồng không? Cái gì? Rồi, nó đây, đứng. Đâu? Bị đau không? Có hút mẹ không? Có hút mẹ không? Hả? Đẹp không? Không biết nữa không? Rồi, bây giờ cô chú nào mà muốn hung chay đó, đơn giản lắm. Gặp chay á, lấy cây somo bính cho thiệt đỏ vô. Rồi là hung nó dễ đó. Can I have some first?
chưa tới 2 tuổi rưỡi nữa mà điệu hẳn. Tưởng tượng không? Muốn lên tới 5 tuổi nó điệu tới mức độ nào? Cái thịt này hả? Ăn với thịt nướng cũng hợp nữa. Hợp mà thịt này ở chợ Hàn Quốc á, người ta cắt thẳng rồi. Có gì bạn hỏi đó? Bạn thấy chị hay đi chợ Hàn Quốc, tài đồ Hàn Quốc. Cái này phải giải thích như thế nào ta? Rồi chưa? Hát xong chưa? Music with your dinner? Nó. Được chưa? Nó mới xin mãi đi chị ta. Hello. Ấy đây, đây đây, đưa đũa đây cho mày nhảy thì tài cho. Rồi vô uống miếng nước vô nè. Uống nước. Uống miếng vô mấy cái mẹ nói chuyện cô chú đây xong rồi. Cái hàng tiêu dùng á, mỗi người sẽ có một cái sự tiêu dùng khác nhau. Người thích đi chợ Việt Nam, người thích đi chợ Nhật, người thích đi chợ Mỹ, người thích đi chợ Hàn. Thì cái Ngọc thích đi chợ Hàn Quốc hơn, tại vì Ngọc thích thịt ở chợ Hàn Quốc làm. Ngọc thích cái cách mà người ta cắt ra từng phần của thịt. Ngọc thích đồ Hàn Quốc. Ngọc thích nói chung là she wants to smell your orange juice. Nói chung là không biết làm sao nữa, nhưng mà Ngọc thích cái cách người Hàn Quốc người ta cắt thịt, người ta cái thịt mà của chợ Hàn Quốc nhập về bán cũng khác cái thịt cái chợ Việt Nam nhập về bán nha mọi người nha. Mẹ với ba uống này nè. Okay, now it's time for this. Can you bring up your orange juice so she can smell it? It's time for this so we can finish the video. It's too long. Okay, giờ uống cái chai này nữa mọi người ơi. Ngọc biết là mọi người thích đó. Yo. Ngọc biết là mọi người thích cái cách mà hai vợ chồng mà uống cái này xong thì cái mặt là ít có nhăn nhó. Rồi vô ra. 1 2 3, người ta chưa vô rồi bà vô rồi. 1 2 3. Ơi. Cay mà chua nữa. Quá hấp rồi. Quá hấp rồi. Quá hấp rồi. Xong. Thì đó mọi người ơi, một bữa ăn đơn giản. Bún thịt nướng làm tại nhà thiếu mỡ hành. Cái mùa này thì có gì mình ăn đó thôi chứ giờ biết làm sao giờ. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip ngày hôm nay. Nếu mọi người thích cái video clip này hãy cho video clip này một cái like, comment and share. Với lại á, cái bên đó đây là dưới đây nè có cái nút đăng ký, mọi người bấm vô cái nút đăng ký để có thể xem nhiều video clip của gia đình hơn nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Thả tim. Giỏi quá.